Rồi, chào anh em và các bạn. Thì ở cái tình hình cái vụ này các bạn thì tương đối là cũng có mưa. Thì cái mưa nó làm cho lúa nó cũng rậm rạp và nó cũng yếu các bạn, mìm gạ. Thì nó làm cho cái lúa cũng bợp và nó cũng sẽ không có cái sự cứng chắc. Thì tùy vào cái tình trạng lúa mà chúng ta có thể bổ sung các cái chất như là kali, canxi, silic các bạn. Thì ở trong cái thành phần Silimax các bạn. Silimax này thì của tập đoàn Lộc Trời, thì nó là cái sản phẩm Silimax chính hãng. Thì thành phần của nó gồm là có đạm 3%, kali 2,7%, canxi 6,9%, silic 4,6%, chất hữu cơ 3%. Đấy. Thì đặc biệt là nó cái ba cái hợp chất là kali, canxi, silic thì ở cái dạng hữu hiệu cao, thì nó giúp cho cây lúa nó sẽ rất là cứng chắc nha các bạn, và lá lúa nó sẽ thẳng đứng. Thì cái sản phẩm phân lá này thì nó được xuất xứ bởi quốc gia là Australia này các bạn, của Úc. Thì xét về nguồn nguyên liệu thì nó tương đối nó chất lượng nha các bạn. Thì đối với lúa thì cái nhà phân phối người ta đã có cái hướng dẫn cho mình sử dụng này các bạn. Lần thứ nhất thì từ 10 đến 15 ngày sau xạ. Lần thứ hai là 35 đến 40 ngày sau xạ. Lần thứ ba là 7 ngày sau chỗ đều. Nhưng mà đặc biệt cái Silimax này các bạn, thì chúng ta thấy cây lúa chừng khi nào mà chúng ta thấy nó yếu đó thì chúng ta phun. Thì phun ở giai đoạn nào thì nó phát huy ở cái giai đoạn đó các bạn. Thì Silimax cũng là một trong những cái loại phân bón lá mà mình thường sử dụng ở trong một vụ nha các bạn. Vụ nào mình cũng sử dụng một lần hết Silimax. Tại vì đối với lúa chúng ta làm mà nó có năng suất cao thì đòi hỏi nó phải đầy đủ các chất nha các bạn. Thì nó có trong đất và chúng ta cũng phun một tầm một chút để bổ sung qua lá. Potassium C30. Silimax Lộc Trời chính hãng. Cái sản phẩm Silimax này mình phun các bạn, cái giai đoạn mà chỗ đều công trái me thì nó cũng giúp vô gạo tốt, vào chắc tốt. Rồi, giới thiệu xương cái sản phẩm Silimax cho anh em có thể chúng ta cân đối, có thể sử dụng thích hợp trong cái mùa mưa được thì anh em và các bạn có thể sử dụng. Rồi, chúc tất cả các bạn có một đêm ngon giấc.